Bị đánh giá thấp hơn Chile ở trận bán kết Copa America, nhưng Peru nhập cuộc vô cùng khí thế, thậm chí áp đảo nhà đương kim vô địch trong hiệp 1. Phút 21, Edison Flores đưa đội bóng áo sọc đỏ, trắng vươn lên dẫn trước sau đợt tấn công biên sắc bén. Khoảng thời gian tiếp theo, Chile không những không thi đấu khởi sắc mà còn bị cuốn vào lối chơi đầy tốc độ của đối thủ, dẫn tới những sai lầm không thể tha thứ. Phút 38, thủ môn Arias có pha văng ra lóng ngóng, tạo điều kiện để Iosi Mario từng ghi bàn liên đôi cách biệt cho Peru. Bước sang hiệp 2, Chile đẩy cao đội hình và dồn ép Peru nghẹt thở. Tuy nhiên trong một ngày xuất thần, người nện Gallus đã từ chối ít nhất 3 cơ hội ăn bàn rõ ràng của đối thủ. Ngay cả khi Vargas đánh bại được Gallus, cột dọc khung thành tiếp tục nhà đương kim vô địch ôm đầu tiếp nối phút 51. Tấn công nhiều không ghi bàn, Chile phải đón nhận quy luật nghiệt ngã trong bóng đá. Phút 90+1, Paulo Guerrero khép lại mọi hy vọng của đối thủ bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Trận đấu khép lại bằng cú sút phạt đền hỏng ăn của Vargas ở phút bù giờ thứ 5, biến Chile thành cựu vương. Peru ghi danh vào chung kết Copa America 2019 gặp chủ nhà Brazil diễn ra vào 3 giờ ngày 8 tháng 7. Trong khi đó, Chile ngậm ngùi chơi trận tranh hạng 3 với Argentina.